Đây. Chào cả lớp. Chúng ta bắt đầu buổi học hôm nay. Đây thứ tư. Ngày 3 tháng 8. Ngày 2. Công việc tối hôm nay chúng ta hoàn thành cái nội dung còn lại trong chương thứ nhì, tức là về ứng dụng đạo hàm. Gồm có thứ nhất là sắp xỉ tuyến tính. Rồi khai triển. Taylor, McClory. Và thứ ba là quy tắc L'Hôpital. Nội dung bài giảng tối hôm nay, ta đi vào phần thứ nhất. Sắp xỉ tuyến tính. Thì nội dung bài giảng hôm nay, giờ tôi chưa bật ghi hình trên Zoom. Thỉnh thoảng quên quên bật ghi hình. Thì cái nội dung trọng tâm bài giảng tối hôm nay đó là chúng ta xem thử phần đạo hàm của hàm một biến số thì có những cái ứng dụng gì nha. Thì cái ứng dụng thứ nhất mà chúng ta tìm hiểu ở đây được gọi là sắp xỉ tuyến tính. Thì cái ý tưởng như thế nào? Và các anh chị xét đồ thị C có phương trình y bằng fx. Trên đồ thị C các anh chị hình dung chúng ta lấy một điểm M. Lấy điểm M. Điểm M này có hoành độ là x0. Tung độ là fx0. Các chị điểm danh đầy đủ vào chat của Zoom ha. Tôi lưu lại danh sách điểm danh lần để lát nó lần quăng quen. Các cái nội dung buổi học hôm nay đều là trọng tâm cả, và trong đề thi cuối kỳ hầu như cả ba nội dung này đều có cả. Bây giờ cho nên là cả lớp chú ý tập trung vào cái bài học hôm nay nha. Rồi bây giờ tại cái điểm M, các chị dựng tiếp tuyến của đồ thị. Dựng tiếp tuyến. Dựng đường thẳng tiếp xúc với đồ thị C tại điểm M.
Tiếp tuyến này tôi đặt tên nó là Delta. Và phương trình tiếp tuyến thì cả lớp đã biết có phương trình như thế nào. Y bằng F phẩy tại x0 nhân với, đúng ra viết tiếp nhưng mà hết giấy xuống dòng, nhân x trừ x0 cộng F tại x0. Hay là phương trình của tiếp tuyến delta của đồ thị xe tại điểm M. Rồi, bây giờ cái vấn đề mà chúng ta quan tâm là như thế này cả lớp. Bây giờ các chị quan sát, quan sát những điểm trên đồ thị C mà xung quanh cái tiếp điểm M. Tôi nói lại, bây giờ cái vấn đề mà chúng ta quan tâm ở đây là chúng ta quan sát những điểm trên đồ thị C nhưng mà xung quanh cái tiếp điểm M. Thì rõ ràng chúng ta thấy là những cái điểm trên đồ thị C mà càng gần cái điểm M thì chúng ta thấy đồ thị đó à, với cái tiếp tuyến đó nó rất gần nhau. Anh chị thấy không? Xung quanh tiếp điểm M, tức là càng gần tiếp điểm M thì đường cong càng gần tiếp tuyến delta. Đồ thị C đó càng gần cái đường thẳng delta. Bởi vậy cho nên mới nảy sinh ra cái vấn đề, hay nói cách khác là người ta nói là sấp xỉ đó. Đó là gì? Đó là xung quanh cái tiếp điểm M này nè, thì chúng ta thấy là cái đường cong mình có thể sấp xỉ bởi đường thẳng delta. Tức là cái đồ thị C này coi như là mình có thể thay thế bởi cái đường thẳng delta. À, thay thế bởi đường thẳng delta. Mà các chị biết rằng đường thẳng thì theo một cái nghĩa nào đó người ta gọi là tuyến tính, có nghĩa là hàm một biến số, đồ thị của hàm một biến. À, thì cả lớp lưu ý rằng là cái đường thẳng delta này, phương trình cả lớp thấy nè, AI bằng F phải x0 nhân với x trừ x0 cộng với F tại x0, có nghĩa là ở đây là hàm bậc nhất theo x trừ x0. Đây là một cái đa thức bậc nhất theo x trừ x0. Và bây giờ người ta sắp xỉ đường cong bởi đường thẳng, sắp xỉ đường cong bởi đường thẳng. Thế thì giờ chúng ta ghi tóm tắt. Chúng ta có nhận xét là xung quanh tiếp điểm, xung quanh tiếp điểm M thì đồ thị C rất gần tiếp tuyến delta. Ghi rõ thêm là tiếp tuyến delta. À, xung quanh tiếp điểm M thì rõ ràng cả lớp thấy là đường cong C, tức là đồ thị C rất gần tiếp tuyến delta. Còn nếu mà ở xa thì các chị thấy rằng là có thể là nó đường cong với đường thẳng nó xa nhau, phải không? Ví dụ như ở vị trí này đi, thì cả lớp nhận thấy là cái khoảng cách giữa đường cong với đường thẳng đó là độ dài của đoạn này nè, anh chị thấy là cũng tương đối lớn, phải không? Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là nhích lại ha, cho cái điểm trên đường cong này mà càng gần cái điểm M thì cả lớp thấy là khoảng cách giữa cái đường cong với cái tiếp tuyến delta rõ ràng cả lớp thấy là nó nhỏ lại và nó sẽ rất gần ha. Cái đường cong nó sẽ rất gần cái delta khi mà cái điểm mình trên đồ thị C đó mình xét càng gần tiếp điểm M hơn nữa, phải không nào? Thế thì chúng ta vừa nhận xét bằng lời, chúng ta nói rằng là xung quanh tiếp điểm M thì đồ thị C rất gần tiếp tuyến delta. Bây giờ chúng ta sẽ thay thế bởi cái biểu thức toán học thì như thế nào? Thì xung quanh tiếp điểm M, mình nói cách khác nè, là khi x tiến về x0, các chị hình dung là x là cái hoành độ của một điểm trên đồ thị C ha. Ví dụ các anh chị hình dung là đây là hoành độ x đi ha. Đã. Thì tôi đặt tên cho nó dễ nói, đây là điểm N. Điểm N là điểm trên đồ thị C có hoành độ là x. Thì cả lớp thấy là khi mà x chạy về x0,
ý muốn nói rằng là khi điểm N rất gần điểm M, thì cả lớp thấy là đường cong rất gần tiếp tuyến. Thì nói cách khác là gì? Là chúng ta có cái biểu thức là Fx sẽ gần bằng F phải tại x chia rho nhân với x trừ x chia rho cộng F tại x chia rho. Và cái công thức này người ta gọi là công thức xấp xỉ tuyến tính này. Công thức này được gọi là công thức xấp xỉ tuyến tính. Trong quá trình làm việc thì các chị không nghe, tức là âm thanh nó bị trục trặc hay là cái hình nó bị giật gì đó thì cả lớp phát biểu ha, tôi điều chỉnh. Cái công thức này được gọi là công thức xấp xỉ tuyến tính. Và cái ý tưởng ở đây là xấp xỉ một cái hàm bởi một cái đa thức bậc nhất theo x trừ x zero. Xấp xỉ tuyến tính ý là vậy đó. Xấp xỉ hàm số fx bởi cái gì? Bởi một cái đa thức bậc nhất. Đa thức bậc 1 theo x trừ x chia rho. Bạn chấp vấn đề là vậy. Rồi, và bây giờ chúng ta làm ví dụ áp dụng ha các lớp. Ví dụ. Thế thứ nhất. Viết công thức xấp xỉ tuyến tính. Của Fx bằng arctan x tại x chia rho bằng 0. B. Áp dụng tính gần đúng hạt tan của 0,1. Áp dụng tính gần đúng hạt tan của 0,1. Dạ. Câu A. Các chỉ tính F phải x à, tan x lấy đạo hàm bằng 1 trên 1 cộng x bình phương. Do vậy cho nên là F phải tại 0 thì các anh chị thấy x bằng 0 vô, rõ ràng là chúng ta thấy là bằng 1 ha. Và ngoài ra thì chúng ta để ý F tại 0, F tại 0 tức là arctan của 0 thì các anh chị cũng để ý thêm là bằng 0
Fx gần bằng f phải tại 0 nhân với x trừ 0 cộng với f tại 0. À, công thức xấp xỉ tuyến tính cả lớp ha, là công thức xấp xỉ tuyến tính của hàm f à, tại x0 bằng 0, hoặc là nói cách khác là xung quanh x0 bằng 0 cũng được, về mặt toán học cũng được. Và các anh chị thay thế vào f phải tại 0 là thay bởi số 1 nhân với x trừ 0 cộng với 0. Và như vậy chúng ta viết lại lần nữa là gần bằng x. Như vậy điều này có nghĩa là chúng ta có fx gần bằng x, hay nói cách khác là arc tan x đó. Fx là arc tan x thì gần bằng x. Các lớp hình dung được ha. Khi x rất gần x0, ở đây có nghĩa là khi x rất gần 0, thì các anh chị có cái công thức này. Xấp xỉ cái hàm arc tan bởi một cái đa thức bậc nhất theo x trừ 0, hay nói cách khác là theo x đó. Thì rõ ràng chúng ta thu được cái kết quả như thế này. Rồi, lớp hiểu được nè. À, dĩ nhiên công thức này chỉ đúng khi mà x rất gần x0, tức là rất gần 0 thôi nha. Chỉ đúng khi x tiến về 0. Chú ý là x tiến về 0, mà một cách nói bằng lời mình nói là x rất gần số 0. À, lớp để ý vậy đó. Chứ không phải là công thức này lấy giá trị bao nhiêu cũng được, không phải. Công thức này nó chỉ đúng khi x rất gần x0, mà x0 đây chính là số 0. Trong cái bài mình x0 là bằng 0. Rồi. Và bây giờ các anh chị thấy rằng là câu B là áp dụng có nghĩa là áp dụng câu A đó. Áp dụng câu A vừa rồi đó để mà tính gần đúng giá trị arc tan của 0,1. Câu B. Với x bằng 0,1 ta có. Thì rõ ràng các chị thấy rằng là giá trị 0,1 thực ra là nó cũng tương đối gần số 0 rồi đó. À, 0,1 thì trong về mặt toán học là nó cũng tương đối gần cái số 0, tương đối. Thế thì chúng ta có arc tan x, arc tan của 0,1. Như vậy sẽ gần bằng 0,1. Và tới đây là coi như là đáp số luôn. À, như vậy các anh chị thấy là cái nội dung thứ nhất về mặt ứng dụng trong phần đạo hàm đó là xấp xỉ tuyến tính. Thì xấp xỉ tuyến tính nghĩa là xấp xỉ một cái hàm số tùy ý bởi một cái đa thức bậc nhất theo x trừ x0. À, thì tuyến tính ở đây mình hiểu theo cái nghĩa mở rộng. À, chứ còn nếu mà hiểu theo cái nghĩa chặt của cái hàm tuyến tính thì không phải. Ở đây mình hiểu tuyến tính theo nghĩa mở rộng. Tuyến tính ở đây có nghĩa là xấp xỉ một cái đường cong bởi một cái đường thẳng, nếu mà chúng ta nói dưới góc độ hình học là vậy. Xấp xỉ một cái đường cong bởi một đường thẳng. À, hay nói cách khác là xấp xỉ một cái hàm số tùy ý bởi một cái đa thức bậc nhất theo x trừ x0. Đó là nội dung thứ nhất của buổi hôm nay. Và cách trình bày thì cả lớp thấy là tất cả các bài toán thì mình đều trình bày theo cái mẫu như thế này thôi. À, qua phần 25 mã nội dung thứ hai. Khai triển Taylor McLaurin. Thế thì cả lớp hình dung là ở cái phần 15 mã vừa rồi, phần xấp xỉ tuyến tính, thì chúng ta biết rằng là mình ghi chú từ từ đi. Xấp xỉ tuyến tính thì các anh chị đã có công thức là fx gần bằng f phải tại x0 nhân với x trừ x0 cộng f tại x0. Và
về mặt toán học thì chúng ta biết rằng là cái vế phải đây là bản chất của nó là đa thức bậc nhất, đa thức bậc 1 theo x trừ x zero. Thế thì bây giờ cái vấn đề đặt ra như thế nào cả lớp? Đó là bây giờ người ta muốn mở rộng cái đa thức bậc nhất này ra, không? Mở rộng. Cái vấn đề đặt ra là mở rộng thành một đa thức bậc n theo x trừ x zero. Cái vấn đề đặt ra về mặt toán học ở đây, người ta muốn xấp xỉ một cái hàm số fx tùy ý bởi cái đa thức bậc n theo x trừ x zero. Thế thì câu hỏi đặt ra tại sao lại đặt ra cái vấn đề xấp xỉ một cái hàm bởi một cái đa thức chi vậy? Tại sao không lấy luôn cái hàm để xử lý mà lại đặt ra cái vấn đề là xấp xỉ một cái hàm bởi một cái đa thức để chi? Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là lý do là vì trong tập các cái hàm một biến số thì chúng ta thấy là đa thức nó là cái hàm nó thuộc loại là đẹp nhất. Đẹp ở đây theo cái nghĩa là gì? Đa thức ở đây về mặt toán học là cái hàm đẹp nhất. Đẹp ở đây theo cái nghĩa thứ nhất là mình dễ tính cái giá trị của đa thức khi biết cái giá trị của biến. Khi biết giá trị của biến x thì chúng ta thế vô cái đa thức thì chúng ta thấy rằng là dễ tính toán. Dễ tính là lý do là vì đưa về cái việc là tính lũy thừa của một số thực thôi. Tức là dễ tính giá trị, như giá trị của đa thức. Điều thứ nhì, mình lấy đạo hàm cũng dễ, dễ lấy đạo hàm. Lý do vì sao? Là vì đạo hàm của đa thức thì rõ ràng đưa về tính đạo hàm của hàm lũy thừa thôi, nó dễ. Vấn đề thứ ba là dễ lấy tích phân. Dễ lấy tích phân là vì sao? Là vì tích phân của hàm lũy thừa, tích phân của đa thức thì thật ra đưa về tính tích phân của hàm lũy thừa. Như các anh chị để ý là, dĩ nhiên tôi nhắc thêm ở đây là để ý x mũ alpha mà mình lấy đạo hàm thì alpha nhân với x lũy thừa alpha trừ 1 nó dễ, đồng ý không nào cả lớp? Rồi tích phân dĩ nhiên tuy rằng là mình sẽ học tới đó, nhưng mà dù sao mình coi như dùng cái kiến thức lớp 12 ý. X mũ alpha dx thì chúng ta biết rằng là sẽ bằng x lũy thừa alpha cộng 1 chia alpha cộng 1 cộng c. Dễ tính tích phân, dễ tính đạo hàm, ý bởi vậy cho nên là trong tập các hàm một biến số thì cả lớp biết rằng là cái hàm đẹp nhất đó chính là đa thức, chỉ nhiên một cách tổng quát là đa thức bậc n, đa thức bậc bao nhiêu cũng được thì vẫn là đẹp nhất. Bởi vậy về mặt toán học họ mới đặt ra cái vấn đề là xấp xỉ một cái hàm bởi một cái đa thức. Xấp xỉ một cái hàm bởi một cái đa thức để chi? Để khi mà muốn tính giá trị gần đúng của cái hàm đó thì chúng ta đưa về tính giá trị gần đúng của đa thức, tính giá trị của đa thức thôi. Rồi để tính đạo hàm của hàm thì chúng ta thấy rằng là xấp xỉ bởi đạo hàm của đa thức. Rồi để tính tích phân của hàm thì chúng ta xấp xỉ bởi tích phân của đa thức. Cái ý tưởng về mặt toán học là như vậy. Và cái vấn đề này thì đã được nhà toán học người Pháp ông Taylor giải quyết triệt để rồi. Và tôi tóm tắt cái kết quả như sau. Như vậy chúng ta có thể một cách tiếp cận, chúng ta có thể nói rằng là cái khai triển Taylor-Maclaurin chính là một cái sự mở rộng từ cái xấp xỉ tuyến tính, mở rộng cái vấn đề xấp xỉ tuyến tính ra. Trong quá trình làm việc thỉnh thoảng các anh chị thắc mắc gì thì bật mic lên hỏi ha. Hy vọng là cả lớp đang theo dõi bài giảng và nội dung hôm nay là một trong những nội dung quan trọng nhất của môn học. Các cái nội dung này đều có thi. Công thức xấp xỉ tuyến tính. Tôi xin lỗi. Tuyến tính ở đâu đây? Tức khai triển. Khai triển Taylor. Khai triển Taylor.
Chúng ta có công thức như thế này cả lớp. Xấp xỉ một cái hàm bởi một cái đa thức bậc n theo x trừ x zero như thế này. Fx dấu này dấu bằng nha cả lớp. F tại x zero cộng với f phẩy tại x zero chia một dây thừa nhân với x trừ x zero cộng với đạo hàm cấp 2 tại x zero chia hai dây thừa nhân với x trừ x zero đem bình phương cộng vân vân. Xuống dòng viết tiếp ha. Cộng với đạo hàm cấp n của hàm f tại x zero chia n dây thừa nhân với x trừ x zero lũy thừa n cộng với phần dư là rnx cộng với phần dư là rnx. Dĩ nhiên cả lớp hình dung là khi mà xấp xỉ một cái hàm số tùy ý bởi một cái đa thức thì có thể nó có chênh lệch ha, có chênh lệch hay là nó có sai số hoặc là có phần dư rồi. Thì trong cái công thức này thì cả lớp lưu ý là nó có hai phần. Cái phần đầu cả lớp thấy không, đây dĩ nhiên bao gồm cả số hàng này luôn, thì nó là một cái đa thức bậc n theo x trừ x zero. Cả lớp lưu ý vô đó. Và điều thứ nhì là cái rnx này thì người ta gọi là phần dư, phần dư hoặc là sai số hoặc là độ lệch, độ chênh lệch gì nè ha. Rồi chúng ta chú ý thêm khi x mà tiến về x0 thì cái phần dư rnx này cả lớp lưu ý là nó sẽ tiến về 0. Tiến về 0. Và khi đó thì chúng ta có công thức xấp xỉ là fx càng bằng f tại x0 cộng với f phẩy tại x0 chia một dây thừa nhân với x trừ x zero cộng chấm 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 cộng cho đến đạo hàm cấp n của hàm f tại x zero chia n dây thừa nhân với x trừ x zero lũy thừa n. Chúng ta có công thức xấp xỉ như thế này. Bởi vậy cho nên cả lớp lưu ý là một cái ứng dụng của công thức khai triển Taylor đó là để tính gần đúng à, cả lớp ha. Công thức này rõ ràng là để tính gần đúng này, giúp chúng ta tính gần đúng. Nhớ là cái dấu gần bằng nha, ở chỗ phía trên là dấu bằng, dấu gần bằng. Nếu là đi thi mà những cái chỗ này mà sai sót về dấu là thôi đều trừ cả, thường là trừ nửa điểm nếu mà sai sót về dấu. Vì dĩ nhiên lúc nào bằng, lúc nào gần bằng thì cả lớp lưu ý là phải cho nó chính xác về mặt toán học ha. Rồi chúng ta chú ý thêm. Vậy là nói cách khác là lim của RNX khi x tiến về x0 là nó bằng 0.
dư này nó rất bé, nó gọn là vậy. Khi x tiến về chia đâu. Và hơn nữa là lim của RNX chia cho x trừ x chia rho lũy thừa n khi x tiến về chia rho cũng bằng 0 luôn. Điều này có nghĩa là về mặt toán học người ta nói rằng là cái phần dư đó nó chạy về 0 nhanh hơn x trừ x chia rho lũy thừa n. Phần dư nó chạy về 0 nhanh hơn x trừ x chia rho lũy thừa n. Thì cái chỗ này thì người ta còn ký hiệu là RNX là bằng O của x trừ x chia rho lũy thừa n. Cái ký hiệu này, cái ý nghĩa toán của nó là thì chính là thay thế là bởi tương đương với cái tính chất vừa rồi đó ha. Nhưng mà cái cách đọc á, đọc như thế nào là RNX là một vô cùng bé. Vô cùng bé cấp cao hơn x trừ x chia rho lũy thừa n. Này nói thêm cho nó đầy đủ thôi chứ còn thật ra cả lớp cũng không cần lưu ý chỗ này lắm, không cần để ý lắm. Chỉ lưu ý cái tính chất phía trên thôi ha. Rồi chúng ta làm ví dụ áp dụng cho cả lớp. Ví dụ câu A, viết khai triển Maclaurin đến cấp 2 của hàm số fx bằng log na 3 của fx bằng log na 3 của x xung quanh, à đôi khi người ta nói tại cũng được, x chia rho bằng bằng 1. Câu B, áp dụng tính gần đúng log na 3 của 1,1 à, chúng ta xem cùng xem thử bây giờ chúng ta sẽ trình bày như thế nào. Các công thức thì cả lớp lưu ý là chúng ta chịu khó học thuộc lòng nha. Đề thi của mình, môn mình là đề đóng, không có xem tài liệu, chịu khó học bài. Dạ. Câu A, F tại 1 log na 3 của 1 là bằng 0. Rồi F phải x log na 3 của x lấy đạo hàm cả lớp dễ thấy là 1 chia x. Suy ra f phải tại 1, 1 chia 1 thì cả lớp dễ thấy là 1 luôn. Đàm cấp 2, 1 chia x mà lấy đạo hàm là bằng trừ 1 chia x bình phương. Đàm cấp 2 thì mình lấy đạo hàm của đạo hàm cấp 1 nha cả lớp. Và từ đây kéo theo là đạo hàm cấp 2 tại 1, thế x bằng 1 vô dĩa thấy là đáp số là trừ 1.
Mấy cái số liệu này nó tương đối đơn giản, mình viết ngắn gọn như vậy thôi. Để chúng ta kết luận ra, đủ cái để kết luận ra. Vậy công thức khai triển Taylor. Fx bằng f tại 1 cộng với f phẩy tại 1 chia 1 dây thừa nhân với x trừ 1 cộng với đam cấp 2 tại 1 chia 2 dây thừa nhân với x trừ 1 đem bình phương và cộng với R2x. Lớp nhớ lưu ý là viết cái phần dư cho nó đúng nha. Mình khai triển đến cấp 2 thì cộng với R2x. Khai triển một cách tổng quát đến cấp N thì viết là cộng Rn. Cấp 3 thì R3 tương ứng. Nhớ là ghi cho đúng cái ký hiệu. Rồi, bây giờ cả lớp thấy là mình thế số liệu vô thôi. F tại 1 các anh chị thấy là bằng 0. F phải tại 1 các anh chị thấy là 1. Chia 1 chia thừa là 1. Nhân với x trừ 1. Đàm cấp 2 tại 1 là trừ 1. Chia 2 dây thừa là 2. 2 dây thừa là 1 nhân 2 đó là 2. Nhân với x trừ 1 đem bình phương. Cộng với R2x. Và chúng ta viết thêm lần nữa. Không mà thôi bỏ qua. 1 chia 1 là 1 nhân với x trừ 1 là x trừ 1. Trừ đi 1 phần 2 nhân với x trừ 1 đem bình phương và cộng với R2. Và từ đó là kết thúc câu A. À là sao? Công thức này được gọi là công thức khai triển Taylor của hàm số fx bằng log nabla của x ha. Ứng với những giá trị x rất gần số 1, tức là xung quanh 1 hoặc là tại 0 bằng 1 cũng được, nói cách nào cũng được. Tuy nhiên mỗi cách nói thì mình có cái cách hiểu tương ứng cho nó đúng. Ta bây giờ câu B áp dụng để tính gần đúng thì mình trình bày như thế nào? Câu B mình nói khi x tiến về 1 thì R2x tiến về 0 nên dư R2 tiến về 0 nè. Nên bây giờ chúng ta có công thức là Fx là log nabla của x đó à, giờ sẽ gần bằng. Tức là cái phần dư này cả lớp hình dung là bây giờ mình bỏ đi, thì cái dấu bằng ở đây bây giờ mình sẽ thay bởi cái dấu gần bằng. Cả lớp rõ ha. X trừ 1, chỗ này là trừ, trừ, trừ đi 1 phần 2 nhân với x trừ 1 đem bình phương. À, cái phần dư mình đã ngắt bỏ rồi, ngắt bỏ phần dư rồi, thì bây giờ fx cả lớp thấy là sẽ thay thế bởi cái dấu gần bằng. Tức là hàm f bây giờ xấp xỉ bởi một cái đa thức bậc 2 theo x trừ 1. Cả lớp hiểu được không? Rồi, và bây giờ do đó với x bằng 1,1 ta có đề bài lúc nãy yêu cầu áp dụng tính gần đúng log nabla tại 1,1 mà lớp ha. Log nabla tại 1,1 có nghĩa là bây giờ mình sẽ thế x bằng 1,1 vô đây, thì log nabla của 1,1 cả lớp thấy gần bằng 1,1 trừ 1 là 0,1 không cả lớp, trừ đi 1 phần 2 nhân với 1,1 trừ 1 là 0,1 đem bình phương. Anh chị rõ không? Như vậy
gần bằng 0,1 trừ đi 0,1 bình phương là 0,01 chia 2 là 0,005. Như vậy là 10 trừ 5 còn 5 nhân 1 là 10 trừ 1 còn 9 nhân 1, 1 trừ 1 là 0, 0,095. Cả lớp hiểu được hả? Hiểu được cái cách thức trình bày ha? Hiểu được cái cách thức trình bày và hiểu được là cái cơ sở để mà từ đó họ xây dựng các cái thuật toán tính gần đúng trong các cái phần mềm tính toán, hoặc là trong máy Casio mình dùng, hay là trong các cái phần mềm tính toán nói chung ha. Tuy nhiên khi có lý thuyết rồi thì có rõ ràng cả lớp thấy là các anh chị là bên công nghệ tin mà, rõ ràng chúng ta hiểu rằng là về mặt ứng dụng trong lập trình thì chúng ta có thể dựa trên cái cơ sở toán như thế chúng ta lập trình ha. Và cái bài vừa rồi là cái tới đây là cái kết thúc cái ví dụ vừa rồi, kết thúc cái ví dụ vừa rồi. Rồi thì tiếp tục bây giờ với x0 mà bằng 0 thì công thức khai triển Taylor trở thành fx bằng f tại 0 cộng với f phải tại 0 chia 1 dây thừa nhân với x cộng với đàm cấp 2 tại 0 chia 2 dây thừa nhân với x bình phương cộng vân vân cộng cho đến đạo hàm cấp n tại 0 chia n dây thừa nhân với x lũy thừa n và cộng với rnx. Như vậy cả lớp thấy là chúng ta đang xét một cái trường hợp đặc biệt của khai triển Taylor ha, đang xét một cái trường hợp đặc biệt của khai triển Taylor. Và công thức này được gọi là công thức khai triển Maclaurin. Công thức này được gọi là công thức khai triển Maclaurin. Thì họ đặt tên cái công thức này theo tên của nhà toán học cũng người Pháp luôn, Maclaurin, để ghi nhớ cái công lao của ông Maclaurin trong việc là ứng dụng cái khai triển Taylor vào khoa học kỹ thuật nói chung. Đó, và như vậy là cả lớp thấy là ví dụ đề bài họ bảo là với cái bài toán giống như tương tự như ví dụ vừa rồi, và người ta nói là viết công thức khai triển Maclaurin của cái hàm nào đó đến cấp 3 thì mình hiểu là tương đương với cái chuyện là viết công thức khai triển Taylor tại x0 bằng 0 đến cấp 3. Viết công thức khai triển Taylor thì tại đâu, còn viết công thức khai triển Maclaurin thì không cần nói tại đâu cả, là vì mình hiểu là có nghĩa là ứng với tại x0 bằng 0 đây rồi nè. Cả lớp hiểu được không? Và cái ứng dụng thì cũng tương tự như vậy ha. Chúng ta qua phần 35 mã. Quy tắc L'Hôpital. Ta phiên âm tiếng Việt ra là L'Hôpital. Đọc L'Hôpital ha. Không có đọc theo phiên âm tiếng Anh là L'Hôpital chứ không phải. Đọc phiên hay là ông người Pháp ha.
trong các cái giáo trình toán ở Việt Nam nói chung thì đều phiên âm theo cái tiếng Pháp. Tôi không rành tiếng Pháp lắm, nhưng mà tóm lại nó gọn là phiên âm đọc như thế này: L'hôpital. Thì chúng ta có cái định lý như thế này cả lớp. Nếu UX chia VX có dạng không chia không hoặc là vô cùng chia vô cùng, khi X tiến về X0 và lim của U phẩy X chia V phẩy X khi X tiến về X0 là bằng an lạc, tức là giới hạn của cái biểu thức U phẩy X chia V phẩy X có và đồng thời bằng an lạc. Nếu như vậy thì lim của UX chia VX khi X tiến về X0 cũng bằng an lạc. Thì định lý này thì thực sự về mặt toán học mà nói thì do nhà toán học người Thụy Sĩ có họ là Bernoulli, mình nói gọn là ông Bernoulli chứng minh, nhưng mà nói như thế thì thật ra là dòng họ Bernoulli là đến 9 nhà toán học, tức là 3 đời liên tục á. Dĩ nhiên còn các đời khác thì không biết, nhưng mà chính là 3 đời liên tục thì có 9 nhà toán học lận, thì một trong 9 người đó ha, thì chứng minh được cái kết quả lý thuyết này. Thì ông L'Hôpital cũng là một nhà toán học người Pháp ha, ông L'Hôpital cũng là một nhà toán học người Pháp. Thì tóm lại thì do các cái yếu tố lịch sử về mặt toán học giữa ông L'Hôpital và ông Bernoulli này, nói chung là có ông L'Hôpital thì dĩ nhiên ông lớn tuổi hơn, ông Bernoulli thì ông trẻ tuổi hơn, trẻ hơn. Thì nói gọn là do các cái yếu tố lịch sử thì ông Bernoulli đồng ý cho ông L'Hôpital này công bố cái kết quả toán học này mang tên của ông L'Hôpital, nói gọn là vậy. Nhưng mà cái kết quả này thực sự là do nhà toán học người Thụy Sĩ Bernoulli chứng minh, tức là tìm ra đó, nói chứng minh chưa đủ lắm ha, chưa đủ ý tìm ra và chứng minh cho nó đủ cái ý. Thế thì nói gọn, nó gọn là gì cả lớp, là lim của U chia V khi X tiến về X0 bằng lim của U phẩy X chia V phẩy khi X tiến về X0. Chúng ta thường nói gọn về mặt hình thức như vậy để dễ nhìn, và đồng thời chúng ta cũng thấy được cái ứng dụng cụ thể của nó. Để dưới góc độ này chúng ta thấy được cái sự gọi là sự hấp dẫn của cái công thức, phải không? Còn mình phát biểu đầy đủ về mặt toán học, chính xác về mặt toán học như ở định lý trên thì nó hơi dài dòng chút. Nhưng mà tóm lại chúng ta thấy là lim của U chia V bằng lim của U phẩy chia V phẩy, đạo hàm riêng tử riêng, đạo hàm với mẫu riêng cả lớp ha. Nhưng mà cái vấn đề còn lại là khi nào áp dụng được công thức này, thì dĩ nhiên lúc đó cả lớp phải quay lại cái định lý vừa rồi chứ, phải không? Khi mà cái giới hạn nó có dạng là không chia không hoặc là vô cùng chia vô cùng. Cái vô cùng này là nói giá trị tuyệt đối, còn vì dấu thì có thể cộng trừ đều được cả, cộng trừ vô cùng, chia cộng hoặc trừ vô cùng thì đều áp dụng được cả ha. Và một điều nữa là cả lớp lưu ý là cái giới hạn U phải chia V phải này giả sử tồn tại rồi, an L này có thể hữu hạn hoặc có thể vô hạn ha. Ví dụ có thể bằng 5, có thể bằng 7, hoặc có thể bằng cộng vô cùng, và có thể bằng trừ vô cùng, thì về mặt toán học là mình đều áp dụng được hết.
Và đây cũng là một cái ứng dụng rất quan trọng và trong đề thi hầu như luôn luôn có. Nói chung là các cái bài nội dung hôm nay ba làm mã thứ nhất, làm mã thứ hai, làm mã thứ ba hầu như trong đề thi đều có. Thì nói như thế để lớp chuẩn bị. Và dĩ nhiên mình nghe giảng như thế này thì mục đích chính là để làm gì? Để xem thử là tôi sẽ báo với lớp là cái nội dung nào trọng tâm ha, tức là nội dung nào chú ý nhiều hơn, nội dung nào thì chú ý ít hơn. Ý là vậy. Mình gặp nhau trên lớp thì cái chính là cái chỗ đó. Ta để ý các nội dung trọng tâm của môn học. Rồi cả lớp trước khi làm ví dụ áp dụng thì cả lớp cũng chú ý là có 7 dạng vô định nha cả lớp. Có 7 dạng vô định. Trước đây nói rồi nhưng mà nhắc lại. 7 dạng vô định. Không chia không. Rồi vô cùng chia vô cùng. Vô cùng trừ vô cùng. Rồi vô cùng nhân không. Một lũy thừa vô cùng. Không mũ không và vô cùng mũ không. Các lớp lưu ý là có tổng cộng 7 dạng vô định như vậy. Rồi cả lớp cũng lưu ý thêm, tức là trước đây ở các cái bài giảng về giới hạn của hàm số mình đã học ở chương 1 á, giới hạn liên tục đó, thì chúng ta để ý là khi gặp cái giới hạn không chia không đó, khi gặp giới hạn không chia không và đồng thời là có dạng lượng giác nữa thì chúng ta có được dùng cái công thức gì cả lớp? Liêm của sin u chia u, u tiến về không liêm bằng một à, đây là một giới hạn cơ bản được sử dụng ở đó. Rồi khi mà gặp giới hạn là một lũy thừa vô cùng thì chúng ta được sử dụng cái công thức giới hạn cơ bản là liêm của một cộng một chia u tất cả lũy thừa u, u tiến về cộng hoặc trừ vô cùng là bằng e, phải không? Bằng e. À, thì chỉ cần nắm hai giới hạn cơ bản này thôi à, ở chương 1. Thế thì ở buổi hôm nay, tức là cái phần ứng dụng quy tắc, gọi là quy tắc L'Hôpital đó, thì cả lớp thấy là chúng ta sẽ xem thử các cái dạng vô định còn lại xử lý như thế nào. Nó có một cái điều tốt, nó có một cái ưu điểm, đó là quy tắc L'Hôpital đó thì có thể áp dụng được cho tất cả 7 cái dạng vô định này luôn. À, đó là một cái điều hay và một cái ứng dụng rất tốt của cái quy tắc này. Rồi, giờ chúng ta làm ví dụ áp dụng nha cả lớp. Ví dụ 1. Thì để cho nó tương đối dễ theo dõi, chúng ta sẽ minh họa mỗi cái dạng vô định một bài nha. Dạng không chia không. Tính năng là bằng liêm của log na ba của 1 cộng x chia tan x khi x tiến về 0. À, thì lớp mình thi cử ở mức độ giống như những bài nhờ, ở mức độ như thế này nha cả lớp, ví dụ vậy ha. Thì quan trọng những bài như thế này mà làm được hết thì coi như là đậu rồi đó ha. Còn dĩ nhiên làm không được thì thua, thì dễ nhất rồi, đâu có bài nào dễ hơn nè. Vậy cả lớp thấy khi thế x bằng 0 vô trình tử là 1 cộng 0 là 1, log na ba của 1 là bằng 0, dư mẫu a tan của 0 bằng 0. Do vậy cho nên rõ ràng giới hạn này đang có dạng là không chia không, phải không? Cách trình bày bài như thế này, trình bày ngắn gọn như thế này. Liêm của log na ba của 1 cộng x chia a tan x, x tiến về 0. Bằng liêm
các chị lấy đạo hàm điện tử đi. Điện tử là lóc của U, lóc của 1 cộng x có dạng lóc nay bay của U, mà lóc nay bay của U đạo hàm là bằng U phẩy chia U. U phẩy là 1 cộng x lấy đạo hàm là 1. Ông tôi viết từ từ đi ha, chứ nói nhanh quá là nhiều lúc các anh chị không hiểu bài. U phẩy chia U. Rồi, hạt tan x chữ mẫu lấy đạo hàm là 1 trên 1 cộng x bình phương. Tiếng Việt không? Dĩ nhiên như thế này thì chúng ta chịu khó viết lại một lần nữa. 1 đạo hàm bằng 0, x đạo hàm là bằng 1 trên cho 1 cộng x trên cho 1 trên cho 1 cộng x bình. X tiếng Việt không? Và ở đây thì cả lớp thấy là cái biểu thức này, thấy là tuy nó 4 tầng nhưng mà nếu mình thấy x bằng 0 vô thì nó cũng tương đối dễ chịu. Cả lớp ha, dễ chịu có nghĩa là đây 1 cộng 0 là 1, 1 chia 1 là 1 nè. Dưới tầng thứ tư là 1 cộng 0 bình là 1, 1 chia 1 cũng là 1. Và như vậy cả lớp có thể viết ngay cái kết quả là bằng 1 thôi. Tương đối rõ ràng quá nè. Ha, thấy x bằng 0 chưa? Đó, như vậy cả lớp thấy rõ ràng là cái tính hiệu quả của cái quy tắc L'Hôpital ha. Để mà tính giới hạn của hàm số chúng ta thấy là rất là hiệu quả, rất hiệu quả. Cái gì thắc mắc hay hỏi nha cả lớp. Ví dụ 2. Dạng vô cùng chia vô cùng đi. Tính năng là bằng lim của log na ba của x chia cho x bình phương, x tiến về cộng vô cùng đi. Đó, chung là học cái gì học, nhưng mà những cái bài cơ bản như thế này nếu được yêu cầu, tức là nếu được hỏi thi, các anh chị làm được là đạt yêu cầu của môn học rồi đó. Yeah. Rồi, bây giờ việc thứ nhất là mình hiểu như thế nào. Thay x là số dương rất lớn vô, log na ba của số dương rất lớn rõ ràng là số dương rất lớn, log na ba của cộng vô cùng là cộng vô cùng. Dư mẫu cộng vô cùng bình phương rõ ràng là cộng vô cùng. Do vậy cho nên giới hạn này rõ ràng nó có dạng là số dương rất lớn chia số dương rất lớn. Lớp hiểu được không? Và bây giờ mình áp dụng quy tắc L'Hôpital. Lim của log na ba của x chia x bình phương, x tiến về cộng vô cùng. Đạo hàm điện tử log na ba của x đạo hàm là 1 chia x, dư mẫu x bình đạo hàm bằng 2x, x tiến về cộng vô cùng. Không hiểu thì hỏi nha cả lớp. Bây giờ mình rút gọn, 1 chia x chia cho 2x, như vậy là hai cái mẫu này mình nhân với nhau thôi chứ có gì đâu, phải không? Là thành 1 chia 2x bình, x tiến về cộng vô cùng. Đến đây thì cả lớp nhận thấy là mình thay x bằng cộng vô cùng vô, thì cả lớp thấy là cái giới hạn này bây giờ nó không rơi vô một trong 7 dạng vô định nữa, mà nó có dạng xác định thôi. Thế vô thì cụ thể mình được cái gì? Điện tử là 1, dư mẫu là thay x bởi cộng vô cùng, bình phương là cộng vô cùng, nhân 2 cũng là cộng vô cùng. Và cả lớp thấy là 1 chia cộng vô cùng thì bằng 0 rồi. Hiểu được ha? 1 chia cho số dương rất lớn là sắc bén, và quy ước về mặt toán học người ta ký hiệu là bằng zero. Như vậy là cả lớp thấy rất hiệu quả phải không? Quy tắc L'Hôpital nó rất hiệu quả và cũng dễ viết bài. Ví dụ 3. Dạng vô cùng trừ vô cùng. Tính năng là bằng lim
Ví dụ 1 chia x trừ đi chia x bình trừ cos x chia x bình x tiếng về 0. Thì các anh chị nhận thấy là khi x tiến về 0 thì x bình tiến về 0 cộng 1 chia 0 cộng là cộng vô cùng. X tiến về 0 thì cos 0 là 1 ha. 1 chia cho với mẫu là x tiến về 0 thì x bình là 0 cộng. 1 chia 0 cộng cũng là cộng vô cùng. Và như vậy là rõ ràng là dạng này minh họa cho cái bài này minh họa cho cái dạng là vô cùng trừ vô cùng. Hay nói cách khác giới hạn này có dạng số dương rất lớn trừ đi số dương rất lớn. À, nhưng mà rõ ràng là với cái biểu thức đó thì cả lớp thấy là cái việc giải mình cũng dễ dàng thôi, mình dễ xử lý. Viết lại cái đề. Một chia x bình trừ đi cos x chia x bình x tiến về 0. Rồi. Và cả lớp thấy bây giờ mình quy đồng mẫu thức đi. Mẫu thức chung là x bình phương điện tử là 1 trừ cos x x tiến về 0. Mà viết như thế này thì bây giờ nó thuộc cái dạng là không chia không rồi. Cả lớp thấy không? Không chia không rồi. Không chia không. Cả lớp lưu ý là cái quy tắc L'Hôpital chỉ áp dụng trực tiếp được cho hai dạng là không chia không hoặc là vô cùng chia vô cùng. Còn các cái dạng vô định tiếp theo thì mình phải biến đổi để đưa về một trong hai dạng ban đầu rồi mới áp dụng được quy tắc L'Hôpital. Đã ghi nhớ nha. Cho nên bây giờ mình đã đưa về dạng không đi không bằng cách là quy đồng mẫu thức rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta áp dụng quy tắc L'Hôpital. Đạo hàm điện tử, một đạo hàm bằng không, cos đạo hàm là trừ sin, có dấu trừ nữa là cộng sin sin x với mẫu x bình đạo hàm bằng 2x x tiến về 0. Tới đây thì các anh chị có nhiều cách. Cách thứ nhất, các anh chị lấy 1 phần 2 ra ngoài và còn lại bên trong lim là sin x chia x tiến về 0 lim bằng 1 giới hạn cơ bản. Đó là một cách. Cách thứ nhì, mình tiếp tục áp dụng quy tắc L'Hôpital. Ví dụ cả lớp thấy hiện bây giờ là x tiến về 0 thì điện tử là sin 0 là 0 với mẫu là 2 nhân 0 cũng là 0. Và như vậy cả lớp thấy là có dạng vô định là không chia 0. Mình áp dụng quy tắc L'Hôpital một lần nữa, phải không cả lớp? Bằng liền. Điện tử sin x đạo hàm là cos x với mẫu 2x đạo hàm bằng 2 x tiến về 0. Và tới đây thì cả lớp thấy là bây giờ giới hạn nó có dạng xác định rồi. Và chúng ta chỉ việc thay x bằng 0 vô thôi. Tức là cos 0 chia 2, tức là bằng 1 chia 2. Đó, và cái cách trình bày cái bài toán dạng vô định vô cùng trừ vô cùng. Thì đó là một cái cách trình bày ha, một ví dụ minh họa và cho cái việc trình bày cái dạng đó. Ta qua cái dạng vô định tiếp theo, vô định thứ tư. Ví dụ 4. Dạng vô cùng nhân không. Ví dụ tính ăn L bằng lim của x nhân với log này bài của x x tiến về 0 cộng. Bài này tương đối kinh điển à, hầu như tôi thường trong các bài giảng hầu như tôi thường chọn cái bài này để làm ví dụ minh họa, nó tương đối kinh điển. Ở đây thì cả lớp lưu ý là khi x tiến về 0 cộng thì cái thừa số thứ nhất là x tiến về 0, phải không? Còn thừa số thứ nhì đó thì cả lớp lưu ý là log này 3 của 0 cộng, log này 3 của số dương rất bé thì cả lớp lưu ý là trừ vô cùng. Chỗ này chúng ta đã được lưu ý trước đây rồi, hoặc là nếu chưa thì các anh chị xem lại ha.
xem lại. Nếu nói gọn là lớp nai ba của số dương rất bé thì là trừ vô cùng. Do vậy cho nên cái giới hạn này nó có dạng vô định là vô cùng nhân không. Bắt đầu từ cái dạng này là khó nha cả lớp. Khó nha. À nhưng không dễ, bắt đầu tới đây bắt đầu nó hơi khó rồi đó. Đây. À, vậy thì cả lớp xem tôi trình bày cái bài này như thế nào. Giải nè. N là bằng liêm. Viết lại cái đề nè. X nhân với lớp nai ba của x. X tiến về 0 cộng. Tôi biến đổi như thế này cả lớp. Trình tự là mình để lớp nai ba của x. Dư mẫu thì x bây giờ mình đưa xuống tầng thứ 3 là 1 trên chữ x. Lớp nai ba của x chia cho 1 chữ x. X tiến về 0 cộng. Thì cả lớp thấy là việc thứ nhất là đưa như thế này được không? Cả lớp thấy rằng là lớp nai ba của x mà chia cho 1 chữ x, có nghĩa là nhân chia phân thức là sẽ là nhân nghịch đảo ha. Nhân nghịch đảo là nhân với x thôi. Nói cách khác là thừa số x khác không thì có thể đưa nó xuống tầng thứ 3 được. Điều thứ nhì là bây giờ như vậy mình xem cái phân thức này thì cả lớp thấy trình tự là lớp nai ba của x ha. Tiến về trừ vô cùng. X tiến về 0 cộng đó thì lớp nai ba của 0 cộng là trừ vô cùng. Còn dưới mẫu cả lớp thấy 1 chia x. 1 chia 0 cộng cả lớp thấy là cộng vô cùng. Bởi vậy cho nên cái giới hạn này thì cả lớp lưu ý là nó có dạng là vô cùng chia vô cùng. Nhưng mà vì dấu chính xác tuyệt đối là trừ vô cùng chia cộng vô cùng. Và mình đưa về dạng vô cùng chia vô cùng như thế này rồi thì cả lớp biết làm sao không? Mình mới áp dụng được quy tắc L'Hôpital chứ, phải không? Mình mới áp dụng được quy tắc L'Hôpital. Không chia không hoặc vô cùng chia vô cùng mới áp dụng được. Trình tự log x đạo hàm là 1 chia x. Dưới mẫu 1 chia x đạo hàm là trừ 1 chia x bình. X tiến về 0 cộng. Dĩ nhiên những cái cơ bản là cái việc tính toán các cái đạo hàm cả lớp phải làm được. Tại vì ứng dụng đạo hàm mà, thì cái việc tính đạo hàm của các cái hàm đơn giản này mình phải làm được. Chứ nếu làm không được thì có gì đâu nữa bạn. Rồi, 1 chia x mà chia cho trừ 1 chia x bình, tức là nhân nghịch đảo, thì cả lớp dễ thấy là còn trừ x. X tiến về 0 cộng. Và tới đây thì cả lớp dễ thấy là chỉ việc thay x bằng 0 vô thôi. Trừ 0 là bằng 0. Và đó là đáp xong. Và như vậy cả lớp thấy là đã thấy được cái cách mình trình bày cho cái dạng thứ tư vô cùng nhân không. Như vậy đối với dạng vô cùng nhân không thì mình sẽ đưa một trong hai thừa số xuống tầng thứ ba. Mình thấy cái thừa số nào đơn giản hơn thì mình sẽ đưa xuống, phải không? Và cái giới hạn sẽ đưa về dạng vô cùng chia vô cùng hoặc là không chia không, rồi sau đó áp dụng quy tắc L'Hôpital. Hy vọng cả lớp đang theo dõi bài giảng và nắm cái phần này cho thật tốt, là vì trong đề thi câu số 1 chính là tính giới hạn của hàm số và trong đó là có áp dụng quy tắc L'Hôpital đó, có bài áp dụng quy tắc L'Hôpital làm cho nó được nha cả lớp. Như bài đầu tiên là về giới hạn của hàm số trong đề thi mà mình làm không được là coi như là khó rồi đó, cho cái việc đậu môn học là khó lắm. Ví dụ 5. Giờ ví dụ dạng không đuổi thừa không đi. Tính năng là bằng liêm của x đuổi thừa x. Đây cũng là bài tương đối kinh điển. X tiến về 0 cộng. Bài tương đối cơ bản. Rồi, đối với dạng này thì cả lớp xem cái cách trình bày như sau cả lớp. Dạng này khó, thuộc loại khó nhất rồi. Này phải ghi chú là khó nhất. Khó nhất là ba dạng mũ á, một lũy thừa vô cùng. Không mũ không và vô cùng mũ không. À, ba dạng vô định này là đều khó cả. Khó làm.
khó tính toán. Giải. Bước 1. Là chúng ta đặt cái hàm cần tính liêm. Đặt y bằng cái hàm cần tính liêm đi. Đặt y bằng x mũ x. Suy ra log log 3 của y bằng log log 3 của x lũy thừa x. Và áp dụng tính chất của hàm logarit thì cái số mũ x ở trên mũ các anh chị có thể đưa ra ngoài. À, như vậy là bằng x nhân với log log 3 của x. Đó là bước 1. Bước 2. Mình đi tính lim của log log 3 của y khi x tiến về 0 cộng. Lim log log 3 của y. Mà log log 3 của y là bằng x nhân với log log 3 của x rồi, cho nên là bằng lim của x nhân với log log 3 của x. X tiến về 0 cộng. Thật ra tới đây thì vô tình trùng lại cái bài số 4 lúc nãy, ví dụ 4 lúc nãy thôi. À, dạng không nhân vô cùng nè. Thì cả lớp nhận thấy là bằng lim của log log 3 của x trên cho 1 chia x. X tiến về 0 cộng. Làm bài thì cả lớp không cần nói cái dạng dạng gì cả, nói thêm thì cũng tốt, còn nếu không thì các anh chị tự động biến đổi. Thì người chấm người ta sẽ hiểu được cái vì sao người chấm là tôi hiểu được như thế nào. Bằng lim trinh tử log x đạo hàm là 1 chia x, với mẫu đạo hàm là 1 chia x đạo hàm là trừ 1 chia x bình. X tiến về 0 cộng. Và rút gọn chúng ta được là trừ x. X tiến về 0 cộng. Như vậy là rõ ràng bằng bằng 0. Đó là bước thứ nhì. Bước thứ ba. Ăn là bằng lim của x mũ x, à, x tiến về 0 cộng. Đề bài yêu cầu tính ăn là bằng lim của x mũ x khi x tiến về 0 cộng mà, chúng ta viết lại nè. Và bây giờ cả lớp thấy là bắt đầu mình tiến hành từ từ nè. X mũ x á, mình đã đặt là hàm y rồi. Lớp đồng ý không? X mũ x mình thay bởi y. Rồi. Mà y đó thì bằng e mũ log log 3 của y. Cả lớp hỏi y bằng e mũ log y ở đâu vậy? Đây là mối liên hệ giữa hàm mũ và hàm logarit. À. E mũ log log 3 của a là bằng a. Cả lớp lưu ý công thức đó. Cho nên là y mình có thể thay bởi e mũ log log 3 của y. Rồi tiếp tục nè cả lớp. Giới hạn của hàm mũ thì mình lấy giới hạn của cơ số lim của a x tiến về 0 cộng được bao nhiêu lũy thừa lim trên mũ lim của log y khi x tiến về 0 cộng. Lim của lũy thừa bằng lũy thừa các lim. Cả lớp rõ không? Rồi. Bây giờ mình mới thế vô tiếp tục nè. Cơ số là lim của e, lim của hàng số thì cả lớp biết rằng là bằng chính nó rồi. Lim của hàng số, e đây chính là hàng số, ở đây nè, 2,7 mấy đó. Rồi, còn lim trên mũ là lim của log log 3 của y. Thì cả lớp thấy là ở cái bước thứ nhì mà đã tính bằng 0 rồi, mình thế vô mũ 0. Và như vậy e mũ 0 là 1. Và tới đây coi như kết thúc bài toán. Kết thúc bài toán. Dạng nó rất là nó theo quan điểm của tôi là nó khó nhất trong các cái dạng nãy giờ. Rồi, và cả lớp lưu ý thêm là ba cái dạng vô định mũ này nè, một lũy thừa vô cùng, không mũ không và vô cùng mũ không thì cách trình bày bài đều giống cái dạng này cả, đều giống dạng không mũ không, giống nhau cả. Bước 1 đặt như thế, bước 2 tìm lim của log y, bước 3 là viết đầy đủ các bước. Đó chưa? Rồi. Nội dung bài giảng hôm nay
ứng dụng đạo hàm đã kết thúc cái chương thứ nhì. Giờ này tuần sau thì chúng ta bắt đầu qua chương thứ ba là về lý thuyết tích phân. Qua chương thứ ba. Bài tập hôm nay về nhà như thế này cả lớp. Tập về nhà của tuần thứ năm. Bài 1. Viết khai triển MacLaurin. Của Fx bằng arctan x. Đến cấp 3. Câu số 1. Câu số 2. Tính năng là bằng liệp. Của x cộng với a mũ x. Lũy thừa 1 chia x. X tiến về cộng vô cực. X cộng a mũ x tất cả lũy thừa 1 chia x nha cả lớp. Mình hiểu như vậy ha. À, bài tập hôm nay về nhà thì có hai bài đó. Còn như trong phần bài tập thì bỏ bớt cái tức là không có hỏi cái chỗ sắp xếp tuyến tính, bỏ bớt cái đó đi. Còn như chỉ có chỗ khai triển Taylor MacLaurin và quy tắc L'Hôpital. Cả lớp cũng lưu ý thêm là cái bài này thật ra là cái dạng vô định của nó là vô cùng mũ không. X là số dương rất lớn thì x cộng với a mũ x là số dương rất lớn, còn 1 chia cộng vô cùng là không. Cho nên bài này nó rơi vô dạng vô định là vô cùng mũ không. Cả lớp lưu ý thêm vậy ha. Còn khai triển MacLaurin thì cả lớp biết rằng đó chính là khai triển Taylor tại zero bằng 0 đến cấp 3 ha. Chịu khó trình bày bài và đồng thời là cũng làm xong rồi scan bài và cũng đọc bài giống như các tuần trước. Rồi, các anh chị có thắc mắc gì thì hỏi thêm đi. Bài học hôm nay tới đây là xong rồi nè. Alo, lớp nghe được không? Nãy giờ lớp nghe được không? Dạ được, nghe rồi. Rồi, cảm ơn. Rồi, nếu không hỏi gì thì chúng ta ngưng ở đây ha. Rồi, chào cả lớp. Cái bài giảng là tôi đã ghi hình và tôi sẽ để lên cái trang môn học sau.